Xin chào các bạn, quay trở lại với khóa học Angular cùng với Coders Tokyo. Ở video trước chúng ta đã hoàn thành cỡ 30% của cái local store, cái to-do service của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với những cái component. Trước tiên á, mình muốn mình có thể add to-do mới, thì mình sẽ làm việc với lại cái header component và cái to-do input component. Ok. Và trước hết thì mình phải vào cái app component của mình. Thì các bạn thấy là cái fetch from local storage, đúng không? Cái fetch from local storage này mình phải chạy vào khi cái thời điểm mà cái app mình mới được vừa mới được chạy. Thì app component TS chính là cái nơi mà thích hợp để chạy, vì cái app component này sẽ chạy đầu tiên khi mà mình bắt đầu cái khi mà cái Angular app của mình được chạy trên browser. Thì ở đây mình sẽ dùng là constructor và mình inject to-do service vào. Mình sẽ có ng-on-init. Thì nếu mà các bạn nào nhớ thì ng-on-init là cái hàm được chạy đầu tiên, đúng không? Khi mà cái component được khai thảo thì mình sẽ implement cái on-init này và mình sẽ có cái ng-on-init. Thì ở trong ng-on-init mình sẽ chạy fetch from local storage. Và còn một điều nữa là nếu mà các bạn vào cái to-do MVC, cái app nào bất kỳ, thì các bạn thấy ở đây mình có to-do. Ví dụ như nếu bây giờ mình xóa hết, khi mà không có một cái to-do nào hết thì cái footer của mình cũng biến mất. Nhưng mà hiện tại của mình á, thì chưa có một cái logic nào mà quản lý cái việc là to-do này, cái footer này nó hiện ra hay là không hiện ra dựa vào cái số lượng mà to-do của mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ ở trên cái app component của mình á, mình sẽ có một cái biến là xin lỗi mọi người, có xe công an. Rồi, ok. Thì ở trên cái app component của mình á, mình sẽ có một cái observable và type là boolean. Thì nó sẽ cho mình biết là ok, có to do hay là chưa có. Ví dụ như là nếu mà hiện đang là số 0 thì cái này sẽ là false. Mình add một cái to do mới thì nó sẽ thành true. Và khi mà mình xóa hoặc là mình complete, nói chung là xóa cái to do đó đi, thì cái thằng này sẽ trở lại thành false. Ok. Thì nó như thế nào? Thì các bạn nhớ là ở trong cái to do service của mình, nó có cái length subject, nó có cái length observable, đúng không? Thì cái length này nó theo dõi cái hàng to-dos, toàn bộ cái to-dos của mình. Thì nếu mà cái length này là 0, cái length này là 0 thì has to do là false. Cái length này lớn hơn 0 thì cái has to do của mình sẽ là true, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng cái length ở trên cái to-do service của mình để mình khai báo cho cái hàng has to do. Thì nó sẽ là this.to-do-service.length. Thì cái hàng này là observable. Thì nó sẽ có cái pipe nó giúp cho mình là thay, nói chung là chuyển đổi hoặc là làm việc với cái observable của mình thành một cái observable khác. Nếu mà các bạn nhớ thì cái length nó là observable number, còn cái has to do của mình là observable boolean. Thì bây giờ mình phải pipe và mình sẽ phải lấy giá trị là nếu length lớn hơn 0 thì trả về true. Ok, thì observable nó có một cái gọi là map. Mình phải import cái map này từ RxJS operators, nhớ là có S nha, và nó sẽ là map. Thì cái map này mình sẽ map qua cái length, và length lớn hơn 0 thì sao? Length lớn hơn 0 trả về cho tôi giá trị mới là boolean là true. Nếu mà là length lớn hơn 0 thì cái này là một cái boolean, return lại cho tôi cái boolean này, gán nó vào cái observable này. Đó. Thì cái observable này nó sẽ lắng nghe cái thằng length này, và cái thằng length này giá trị cuối cùng của nó, không phải là giá trị cuối cùng của thằng length này, nhưng mà mình thay đổi cái type của cái thằng length này thành boolean bằng cái map. Ok. Đó. Thì hy vọng là các bạn hiểu được chỗ này. Ok. Thì bây giờ đã có has to do observable rồi. Bây giờ mình có thể mở app component, cái template của mình ra, và mình sẽ ng if
mình có thể bây giờ có thể gán ng if cho app folder này. Nếu mà s to do đó và nó sẽ là async. Thì cái async pipe này là cách mà mình cách để cho Angular giúp cho mình làm việc với lại observable trên template. Nó giúp cho cái hàng template này subscribe vô cái hàng observable này và lấy giá trị của nó, lấy giá trị của observable. Thì ở đây mình có has to do thì nó là observable boolean. Async này sẽ unwrap cái hàng has to do này, và nếu là true thì cái ng if này true thì cái app folder này sẽ được hiện ra. Ngược lại, nếu nó là false, ng if là false thì cái app folder này sẽ biến mất. Thì nó sẽ có được cái behavior giống như thế này. Ok, bây giờ giờ chúng ta phải tiếp tục với cái header component của mình. Thật sự là mình sẽ làm với lại cái to do input chứ không phải là header. Ok, thì to do input này trước tiên là mình sẽ phải có một cái gì đó ở trong này để mình bài cái input này vào, đúng không? Để mình bài cái input này bằng một cái biến nào đó ở trong cái to do input component của mình. Thì ở đây mình chỉ có một cái input đơn giản mà thôi, nó chỉ có một field input text. Thì cho nên mình sử dụng ng model. Thì ng model là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái trường hợp này. Thì trước tiên mình sẽ check xem là mình có forms module chưa. Các bạn thấy là mình chưa có forms module, cho nên mình muốn sử dụng ng model mình phải import forms module vào. Mình sẽ phải import forms module từ form. Và bây giờ mình sẽ dùng được ng model. Và mình sẽ gọi cái này là to do content và nó là type string. Thì bây giờ mình sẽ bind cái input của mình two way data binding ng model bằng to do content. Ok. Để cho các bạn thấy được là to do content này nó thay đổi như thế nào thì mình sẽ có mình sẽ thử tách cái ng model này ra thành ng model và ng model change, cho nó là on to do content change, mình sẽ chuyển một event. Bây giờ mình sẽ tạo cái hàm này là nó là value là string. Mình sẽ console log cái value của mình sẽ console log to do content của mình, không cần console log. Okay. Mình sẽ save all, save app. Ở đây lý do vì sao mình không console log được console log to do content vì tại vì nếu mà bạn nào nhớ bài thì ở đây mình đã tách ra ng model và ng model change rồi, thì thằng to do content này nó sẽ không có tự động cập nhật cái giá trị của nó nữa, và mình sẽ phải, nếu mà mình muốn cập nhật thì mình phải gán cái giá trị của nó thành value ở đây. Cho nên bây giờ mình chỉ muốn coi cái giá trị của cái value của mình thôi. Save và lại cho đây đây fresh console. Ok, thì bây giờ mình sẽ đánh vào first to do. Đó, các bạn thấy nó thay đổi đúng không? Thì first to do ở đây. Nhưng mà mình không muốn là nó bắt mình submit hoặc là nó chạy cái hàm đó mỗi lần mà mình đánh một cái type, một cái key mới. Mình chỉ muốn nó submit khi mà mình bấm enter mà thôi. Thì mình sẽ có một cái event binding để giúp cho cái việc đó. Thì ở đây mình sẽ chuyển nó lại thành là ng model cho mình nhé, và mình sẽ không cần cái ng model change nữa. Và mình sẽ bắt đầu bài key up chấm enter, mình sẽ bài là on submit. Ok, và mình sẽ bắt đầu viết cái hàm on submit này, không có chuyển vào cái gì cả. Và ở đây mình sẽ console log this.todoContent của mình. Ok.
Thì đây là cách cách mà các bạn bind một cái phím bất kỳ, một những cái phím đặc biệt như Enter, Shift, Space bằng key up. Thì đây là event binding. Mình sẽ gọi hàm on submit. Thì đây, ở đây mình sẽ console log in this time to do content. Ok. First do, các bạn thấy là nó không console log mỗi khi mình type nữa, và bây giờ mình sẽ bấm enter. Nó sẽ log cho mình là first to do. Ok. Thì bây giờ mình đã có truy cập được những cái gì mình type ở đây bằng cái hàm on submit này. Thì bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là mình phải gọi cái service của mình, đúng không? Mình sẽ truyền cái to do content này về cái service của mình để làm việc với cái to do, cái mảng to do của mình. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu inject cái to do service vào component này. Thì kế tiếp mình sẽ check là cái content này có giá trị hay là không. Nếu mà nó không có giá trị gì hết thì mình sẽ return là false, là nếu mà người ta không có nhập, nếu người ta không có nhập vô thì mình không muốn. Nếu mà mình hiện tại đây cái code của mình chưa có check cho nên không có nhập vô enter thì nó vẫn chạy cái hàm đó. Đó. Thì bây giờ nếu mà mình thì bây giờ mình đã check thì mình sẽ return false, có nghĩa là ở đây nếu mà mình không có đánh cái gì vô hàm nó sẽ không chạy. Cái này nó undefined, cái content của mình undefined, cho nên là mình sẽ để giá trị ban đầu cho của nó là một cái empty string. Thì bây giờ không còn lỗi và cũng không có submit khi mà không có giá trị nữa. À, mình sẽ đánh với chị được thì nó sẽ submit lại. Và bây giờ bỏ giá trị đi, sẽ không có submit được nữa. Ok. Thì ở tại thời điểm này thì cái this.content của mình, to do content của mình nó đã có một cái giá trị nào đó, không phải là empty string. Thì bắt đầu ở đây mình sẽ gọi to do service chấm, mình sẽ gọi là add to do, và mình sẽ viết cái hàm này sau. Thì sau khi mình add to do bằng cái service của mình sẽ phải xóa cái content của mình đi, đúng không? Thì cái content của mình muốn nó trở lại thành empty space, thì nó sẽ là empty space. Ok. Và bây giờ bắt đầu viết cái hàm add to do ở trong to do service. Okay. Add to do, nếu các bạn nhớ thì mình nhận vào cái gì, cái content của mình là string, đúng không? Ok. Thì trước hết mình cần cái gì, các bạn xem qua cái to do model của mình nhé. To do model của mình nhận vào cái gì, nhận vào một cái ID và nhận vào một cái content. Content mình đã có rồi, is completed thì nó tự động nó sẽ trở thành là false. Mình cần ID. Thì ID như mình nói á, thì mình sẽ lấy cái date, cái timestamp á, nó là một cái số millisecond, nó giống vậy nè. Thì nó sẽ, trong cái trường hợp của mình, một cái app đơn giản như này mình sử dụng timestamp để làm cái ID cho nó. Nếu mà các bạn nào mà có sử dụng một cái backend thì những cái backend của mình nó sẽ tự động có cái ID. Thì những cái database nó sẽ quản lý cái ID đó một cách nó unique, nó không có trùng. Thì ở đây mình sử dụng timestamp để sử dụng cho cái ID của mình để nó không có bị trùng. Trước tiên thì mình sẽ cần cái date, đúng không? Mình sẽ viết là const date, new date, mình sẽ lấy date đó, cái thời điểm hiện tại, và mình sẽ gọi hàm getTime. Cái getTime này nó sẽ trả cho mình cái gì? Get the time value in milliseconds. Thì nó sẽ trả cho mình một cái số vậy nè. Đó, nó giống như vậy. Bây giờ mình đã có ID của mình rồi, mình sẽ khởi tạo một cái biến mới là new to do. Mình sẽ gọi new to do. Cái new to do này nó sẽ chạy cái hàm constructor, và bây giờ nó cần gì? Nó cần cái ID. Mình sẽ chuyển cái date này vào. Cái tiếp nó cần gì? Content. Mình đã có content. Và các bạn thấy là cái is complete này nè, nó optional và nó giá trị ban đầu, giá trị mặc định của nó là false, mình không cần phải truyền vào. Ok. Thì bây giờ mình đã có một cái new to do mới. Mình cần cái hàng new to do này vào cái mảng to do của mình. Thì mình có thể sử dụng là push hoặc là unshift. Thì push là sẽ đẩy cái new to do này
và cuối. Có nghĩa là nếu mà mình đánh một cái to do mới thì nó sẽ xuất hiện ở dưới, đúng không? Còn ở đây first to do, second to do. Ở đây nó xuất hiện ở dưới thì người ta dùng push ở đây. Mình muốn cái to do mới của mình xuất hiện ở trên. Nhưng tại vì ok, cái nào new mà, cái nào mới mình muốn xuất hiện ở trên. Đó, nó là tùy mình thôi. Thì mình sẽ sử dụng là unshift. Mình sẽ gọi là to do.unshift new to do. Thì bây giờ cái to do của mình đã thay đổi rồi. Mình muốn chạy update cái local storage của mình. Đúng không? Đó. Thì đây chính là hàm add to do của chúng ta. Thì chúng ta phải chúng ta save và test thử nhé. Mình sẽ đánh là first to do, enter. Ok, các bạn không thấy gì là vì lý do là ở trong cái to do list của mình hiện tại đang không có truy cập vào cái hàng to do này để hiển thị đúng. Nhưng mà nếu mà mình check cái local storage của mình thì mình đã có cái to do. Thực sự mình có tới 3 cái to do trong này. Rồi, để mình xóa và làm lại. Ok, bây giờ hiện tại trong cái local storage của mình trống. Chính là first to do. Đó, các bạn thấy là cái to do của mình đã được update và đây gọi là cái to do mới của mình. Đó, thì đây là cái date, cái timestamp mà mình vừa nói với các bạn. False và đây là first to do, đúng không? Đó, mình sẽ đánh một cái khác là Coders Tokyo Video Tutorial. Đây là cái to do mới của mình. Đây là cái to do mới của mình. Đó, các bạn thấy là unshift thì nó đặt cái mới add lên được trên đầu. Đó, thì đây là cái video tutorial của mình. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái việc là sẽ hiển thị những cái to do mà mình add vào ở trong cái to do list. Sau hẹn gặp các bạn trong video sau.